Xin chào tất cả các bạn, Minh Tiền rất vui được gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của mình. Clip này Minh Tiền sẽ review giới thiệu với tất cả các bạn một cái cây đa mà dân làng ở đây gọi là cây thần linh thuộc Buôn Phi Mua, xã Quan Khê, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông. Cây đa thần linh này thì nó cũng nằm trên cái đường mà các bạn đi vào trong khu du lịch Tà Đùng đó các bạn, trước khi vào địa phận của trung tâm thị trấn Quan Khê. Thì cây đa này nó nằm ở Buôn Phi Mua, nằm ở bên trái đường ngoài từ hướng từ ngoài Gia Nghĩa vào, và nó đi vào thuộc địa phận của xã Quan Khê luôn đó các bạn. Thì đó là Minh Tiền giới thiệu sơ bộ về cái địa điểm của cây đa thần linh này để cho các bạn có dịp đi vào địa phận của xã Quan Khê hoặc là đi du lịch ở trong Tà Đùng thì các bạn cũng có dịp để tới này, tới cây đa này để check-in. Người dân tại Buôn Phi Mua này thì người ta cũng không biết là cái cây đa này có từ bao giờ và khi nào. Chỉ biết là đã qua mấy đời rất là lâu đã thấy cây đa này đã có mặt ở đấy. Và truyền thuyết kể lại rằng á, Buôn Phi Mua xưa có nàng Hờ Đờ Rim hiền lành, tốt bụng, ngoan ngoãn, lại hay giúp đỡ mọi người. Một ngày nọ, nàng Hờ Đờ Rim đi lấy nước ở bên nước đầu Buôn thì bỗng nhiên trời tối sầm lại và một trận mưa tuyết lớn ập xuống. Nàng Hờ Đờ Rim không tránh kịp nên đã trượt chân xuống bên nước, bị lạnh đóng băng và chết. Thì một thời gian sau, nơi nàng Hờ Đờ Rim chết thì mọc lên một cây đa xanh tốt. Già làng và người dân trong Buôn được nàng Hờ Đờ Rim báo mộng rằng cây đa chính là bản thân mình và cô sẽ giúp Buôn làng bảo vệ nguồn nước bên nước, nên người dân hãy an tâm lấy nước cúng thần linh và phục vụ cuộc sống. Điều đặc biệt là cây đa này rất linh thiêng, nên những ai có tâm địa xấu xa, không ngay thẳng thì khi đến lấy nước về uống đều bị đau bụng và ốm liên miên. Từ đó về sau, bà con đặt tên cho cây đa là cây thần linh. Ngoài việc thường xuyên đến nơi đây lấy nước về dùng thì bà con trong buôn làng mỗi khi đi ngang qua đều dừng chân ghé lại đây bên gốc cây để nghỉ ngơi, kể chuyện cho con cháu nghe về nguồn gốc cây đa. Vì vậy trong đời sống tâm linh, nàng Hờ Đờ Rim được bà con kính trọng và xem như một nữ thần, luôn nhắc nhở dạy bảo con cháu phải sống lương thiện, ngay thẳng tốt bụng. Điều đặc biệt, cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, người dân trong Buôn cũng như khu vực lân cận đều tề tựu về dưới gốc cây để tổ chức lễ cúng bến nước để cảm tạ thần linh. Nàng Hờ Đờ Rim đã che chở bảo vệ dân làng, bảo đảm nguồn nước phục vụ sức sinh hoạt. Lễ cúng bến nước thu hút đông đảo người dân tham gia và trở thành lễ hội truyền thống của người Mạ. Vâng, thì đó là một số cái nội dung mà trong các cái bài viết mà một số tài liệu để lại mà Minh Tiền trích ra đó các bạn. Lúc Minh Tiền đến thực hiện cái clip này thì cũng là thời điểm các cháu học sinh cấp 1, cháu ở Buôn Phi Mua đó các bạn, đang nghỉ hè, có tập trung về đây chơi. Minh Tiền bảo các cháu giúp chú đi vô trong cái bọng cây á, rồi đi ra để chú quay clip để chú làm, chú chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cái đa này rất là lớn nha các bạn, bự lắm luôn. Minh Tiền cũng có nói mấy cháu nó chạy rồi chạy ra đấy để lấy cái hình cho các bạn xem á. Hôm nay Minh Tiền không quay flycam được các bạn, ở chỗ này nó bị vướng nhiều cây quá. Thì Minh Tiền cũng đi thử vô cho các bạn xem coi. Đó, cây nó rất là lớn luôn. Đấy, rất là bự. Đẹp đúng không ạ? Cây này khá đẹp. Các cháu cũng dễ thương. Thì Minh Tiền làm mấy cái cảnh quay cho các bạn xem. Các bạn đang xem clip thì
Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh, comment, like, chia sẻ nhiều người cùng xem nha các bạn. Minh Tiền xin cảm ơn tất cả các bạn. Cái tán cây của nó cũng lớn lắm, Minh Tiền lấy một số hình ảnh cho các bạn xem. Vô tình mấy cháu nó chơi, Minh Tiền cũng quay cái cảnh rất là hay các bạn xem nè. Mấy cháu nhỏ, mấy cháu mới học lớp 1, mấy cháu lớn nhất học lớp 3. Mấy cháu này ở cái bon phi mua đó các bạn, cái bon mà có cái cây ta thần linh này à, nó tọa lạc lên chỗ đấy. Bon phi mua cũng là cái bon kết nghĩa với cơ quan của mình luôn đó các bạn. Dưới tán cây thì người ta không có làm lót gạch đó. Tới đó chơi mát mẻ lắm các bạn. Cây có cái bọng ở ở trong đấy đó, mà Minh Tiền quay cận vô trong cái bọng, Minh Tiền đi chung xuống ở dưới cái gốc cây luôn đó các bạn đó, rộng lắm. Đứng ở trong đó Minh Tiền thực hiện mấy cảnh quay ra luôn đó các bạn đó, các bạn xem. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh, comment, like, chia sẻ để ủng hộ mình có động lực làm thêm nhiều video clip khác nha các bạn. Và đến đây cái clip mà chia sẻ về cái cây đa thần linh này nó cũng tương đối đủ thời lượng rồi ạ. Minh Tiền xin phép được khép video clip lại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. Xin chào.